nay, sàn đấu âm nhạc của chúng ta tiếp tục bùng cháy với những màn đối đầu nảy lửa của các đấu sĩ tài năng. Chính đấu sĩ, chính cá tính âm nhạc khác nhau. Ai sẽ chinh phục các vị ban giám khảo? Ai sẽ phải rơi xuống hố sâu bí ẩn? Và một điều không thể thiếu, đó là sự xuất hiện của ba vị thủ lĩnh tài ba và hài hước. Đó là ca sĩ Ưng Hoàng Phúc, ca sĩ Dương Ngọc Thái, diễn viên Nguyệt Ánh. Họ sẽ có những chiến thuật như thế nào để loại đi những đối thủ cạnh tranh cùng mình? Muốn tỏa sáng thì hãy tự bốc cháy. Cháy hết mình nha, cháy hết mình. Còn không bốc cháy thì... đập hầm. Đâu, đâu. Nếu mà không bốc cháy thì lụi tàn chứ sao đập hầm được. Anh rất là tự tin với La 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 thì phải cho lụi tàn luôn chứ sao. Nãy giờ chị im lặng là bởi vì chị để cho là hai đội đấu với nhau thôi. Cuối cùng là có mình đội chị còn sống. Nào, ngay bây giờ chúng ta cùng đến với sàn đấu của chương trình Đấu trường âm nhạc 2022. Nhà Kim Anh chào mừng quý bạn đã đến với chương trình Đấu trường âm nhạc 2022. Vâng, và chương trình của chúng tôi do đài truyền hình Vĩnh Long phối hợp cùng công ty MNT Picture thực hiện. Chương trình được phát sóng vào lúc 21 giờ chủ nhật hàng tuần trên kênh truyền hình Vĩnh Long 1 và phát lại vào ngày hôm sau trên kênh truyền hình Vĩnh Long 2 vào lúc 13 giờ đó nha. Chỉ là một tuần đã trôi qua rồi hai chị ha. Không biết dạo gần đây cuộc sống của chị đã ổn định chưa? Chị cảm thấy ổn định và thư giãn hơn rất nhiều. Chị có thể kể cái lịch trình của chị khi ở trên đảo quan như thế này hay không? Bây giờ thì chị đã làm quen với môi trường này rồi. Vậy hả chị? Buổi sáng chị làm gì nè? Buổi sáng thì chị ở trên đảo quan này nè. Dạ. Chị luyện thanh. Chị luyện thanh? Đúng rồi, chị luyện thanh với chim và khỉ luôn. Sao chị luyện? Sao chị luyện cho em nghe coi. Mi da, 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 mi da. Đó, kiểu vậy đó em. Cái này là luyện thanh là chim không về mà là voi về nha chị nha. Bây giờ mình tìm thủ lĩnh đi. Tìm thủ lĩnh đúng không? Đúng rồi em. Tìm thủ lĩnh để mình chơi đi. Thôi bây giờ em hát đi. Chị sẽ đón à? Thôi khán giả đón đi. Trong ký ức em sẽ lục lại những cái tên ca sĩ của lại em thần tượng nha. Ví dụ nè. Người đầu tiên. Người đầu tiên. Rốt 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 rốt. Hãy cô nhắm mắt tìm đường vượt qua cơn bão lông. Hãy cô quên đi đừng cho thoát xa lệ giờ mới. Quý khán giả có đoán được ai không ạ? Ai ạ? Nhỏ quá không đều. Ai ạ? Mà đó chính là Ưng Hoàng Phúc. Còn là của Kim Anh nữa. Một chào tay thật lớn, chào anh Ưng Hoàng Phúc à. Thôi anh Ưng Hoàng Phúc rồi, bây giờ tới chị nha. Tới chị, chị hả? Hát em và khán giả cùng đoán được không? Dạ được. Gọi đò ơi, ai giúp đưa tôi kịp qua đò. Ai ạ? À? Gọi đò của ai ạ? Dương Ngọc Thái. Ai ạ? Dương Ngọc Thái. Vâng, đó chính là Dương Ngọc Thái. Hai ông anh của tôi nay tươi xanh. Hai ông anh phong độ đẹp trai. Thêm một người nữa chứ hả chị? Chắc chắn rồi. Mình tới ba thủ lĩnh lận mà đúng không ạ? Và một cô gái rất là dễ thương, đáng yêu. Đặc biệt bộ phim mà đem lại ấn tượng sâu sắc đến tất cả quý khán giả, đó là bộ phim Dốt Tình. Dốt Tình. Và một bộ phim đóng chung với em luôn, Trần Trung Kỳ Án. Trần Trung Kỳ Án phát ở đài Vĩnh Long luôn chị à. Và đó chính là nữ diễn viên Nguyệt Ánh. Wow, chào mừng chị Nguyệt Ánh, chào mừng Ưng Hoàng Phúc và chào mừng anh Dương Ngọc Thái đã đến với Đấu trường âm nhạc 2022. Và ngay bây giờ anh Ưng Hoàng Phúc ơi, anh Dương Ngọc Thái ơi, chúng ta sẽ nhờ cho cô gái đáng yêu của chúng ta sẽ chia sẻ trước nè cảm xúc của bạn khi mà bạn đến với Đấu trường âm nhạc ngày hôm nay cho tất cả quý khán giả được biết không ạ?
Nói chung là lần đầu tiên Nguyệt Ánh đến với đấu trường âm nhạc. Nghề nghiệp của mình là diễn viên, nhưng mà hôm nay lại tham gia vào một cái lĩnh vực khác. Chắc là cũng phải cần sự giúp đỡ của hai anh đẹp trai kế bên Nguyệt Ánh thôi. Dạ, chương trình có đấu trường âm nhạc đã gọi là đấu trường thì không có ai giúp đỡ ai hết nha Nguyệt Ánh nha. Và bây giờ cảm xúc của bạn như thế nào nè? Cảm xúc của bạn như thế nào? Nói chung là rất là vui, rất là... cảm giác rất là háo hức, mới lạ, háo hức. Hy vọng là sau cái chương trình hôm nay, Nguyệt Ánh sẽ có rất là nhiều cái khoảnh khắc mà không thể quên được với tất cả quý vị khán giả, cũng như là anh Ưng Hoàng Phúc, anh Như Ngọc Thái, cũng như là Nhật Kim Anh và Lê Dương Bảo Lâm. Yeah. Thưa quý vị, bây giờ chúng ta cùng giao lưu với người anh đứng kế bên Lâm. Thì khi mà Lâm đứng gần như thế này thì mọi người đang tưởng tượng là ngang tuổi đúng không mọi người ơi? Ý là nhưng mà sao thật sự Lâm? Lâm nhỏ hơn rất nhiều mọi người à. Anh có bí quyết gì mà anh trẻ mãi gì không anh? Thật sự là bí quyết của Phúc là lúc nào cũng luôn luôn giữ cho mình một cái tinh thần lạc quan. Và ít có bao giờ phải buồn phiền và giận dỗi hay là giận dữ. Thì lúc nào mình cũng cảm thấy là cái người mình được tươi trẻ hết. Dạ. Còn anh Dương Ngọc Thái nè, đây là đầu tiên Thái tham gia chương trình đấu trường âm nhạc và cảm giác luôn rất là háo hức và mong đợi sẽ đem lại cái gì rồi niềm vui đến cho toàn thể quý vị đang xem chương trình. Em thấy khán giả dưới là ánh mắt của ta ai cũng muốn là thần tượng ơi hãy hát đi, có đúng vậy không ạ? Dạ, em mở lời giùm khán giả, em có yêu cầu nha anh nha. Không biết là bây giờ anh Phúc có thể tặng cho mọi người một ca khúc mới hoặc là những ca khúc mà đi vào lòng người của anh trước đây hay không? Thì anh sẽ hát một ca khúc gì đó mà về mưa đi. Nghe hạt mưa rơi xuống trong lòng nhói đau. Ngày em ra đi, mưa bút ra trên đường khuya. Vì anh nào đâu hay biết em lừa dối anh. Ngày em ra đi, chẳng nói một lời. Và ngày đó anh nhớ chính con đường kia. Buồn mưa rơi em nỡ bước đi chẳng tạ từ. Để giọt mưa như thủy tinh và giọt nước mắt rơi trong mỗi đêm canh thâu. Này không còn là một câu mà là nửa bài đâu mà nghe cuốn quá Lâm ha. Nghe cuốn ơi, dễ sợ luôn. Ùa về liền luôn á. Anh Thái ạ. Thì Thái sẽ gửi tặng một đoạn một câu bài Hờn Chết Con Đò, là một bài nổi tiếng của Thái ha. Dạ. Cô gọi con đò nhưng con đò dường như chẳng nghe. Cô gọi tôi về nhưng tôi nào đâu có còn nghe. Mà tôi những tâm xem như là không có chuyện gì. Nào đâu có hay em đau lòng khóc ở bờ sông. Wow, nghe nức nở quá. Dạ còn chị Ánh à? Thôi giờ chị đi về được không? Dạ không, chị phải hát. Đúng rồi, ngay từ đầu đáng lý là phải mời anh hát trước. Dạ. Chứ giờ anh Ưng Hoàng Phúc hát, Dương Ngọc Thái hát xong anh bị áp lực. Không dạ. Sao, hát đi anh. Nghe nói là có em bé hai đúng em không? Bây giờ hát ru cũng được nha. Âu ơi cũng được. Dạ. Chỉ cả câu thôi được dạ, không? Dạ một câu dạ. Thôi. Lặng im nghe con tim với yêu thương nồng say như chơi vơi. Nếu như đây là mơ xin cho tôi dừng thêm phút giây này. Hay quá. Sao một câu hát được mà cứ hay từ chối người ta ghê. Đúng rồi. Dạ. Rồi chúng ta sẽ đến với những phong bì. Ai sẽ là người nhận trước đây? Chị Ánh đi ha. Dạ em mời chị. Đây. Chị chọn cái nào? Chọn cái nào cũng ngẫu được. Ngẫu nhiên đúng không? Dạ, ngẫu nhiên. Giữ bí mật nha, đừng mở giữ giùm bí em. Mật không mở nha. Rồi. Anh Dương Ngọc Thái đi. Anh Út Đò. Rồi. Rồi. Xin mời anh Phúc. Anh Phúc. Sao ba cái thôi chứ sao bốn cái chứ vậy? Dạ, một dạ, cái của cái... em anh. À của em. Dạ. Như vậy là các thủ lĩnh đã có trong tay những phong bì của mình rồi. Và bây giờ chúng ta cùng đến với những quyền của chương trình. Quyền cứu là thủ lĩnh được ra hát hoặc đổi đấu sĩ đã bị loại của đội mình. Quyền chuyển là chuyển cho đấu sĩ khác trong đội ra thi đấu, hoặc có thể là chuyển đổi bài hát khác nếu bài hát hiện tại gây bất lợi cho đấu sĩ của mình. Quyền đỡ là sử dụng quyền này nhằm cử một đấu sĩ còn lại trong đội hoặc đã bị loại ra trình diễn cùng ca sĩ đang trong vòng đấu. Quyền chặn là không cho chọn đội mình, phải chọn đội còn lại. Trong trường hợp đội còn lại đã bị loại, đấu sĩ được chọn có quyền chọn ngược lại đối thủ. Trong trường hợp chỉ còn một và một, quyền này mất tác dụng. Wow, nói chung là những cái quyền rất là đơn giản. Bây giờ mọi người đã sẵn sàng chưa ạ? Khán giả đã sẵn sàng chưa ạ?
Sáng tay rồi. Và bây giờ chúng ta cùng làm quen với những vị ban giám khảo quyền lực ở trên đảo Quang. Không biết là ngày hôm nay tiêu chí chấm điểm của những vị ban giám khảo sẽ như thế nào ạ? Xin mời mọi người chia sẻ ạ. Tiêu chí của chúng ta hôm nay cũng vẫn thế, không thay đổi. Đó là sẽ có 50% dành cho giọng hát chuyên môn và 50% dành cho khả năng biểu diễn, sự vui nhộn hoạt bát cũng như cái sự giao lưu của các đấu sĩ với nhau và cùng với những vị thủ lĩnh và khán giả của mình. Cảm ơn những chia sẻ của các vị ban giám khảo. Và bây giờ tất cả mọi người đã sẵn sàng rồi thì còn chờ nữa, chúng ta cùng đến với tấm màn bí mật để xem những giọng hát ngày hôm nay như thế nào đây. Xin mời tấm màn bí mật ạ. Như vậy là những tấm màn bí mật đã có trên sân khấu và các đấu sĩ đã sẵn sàng rồi. Các bạn đấu sĩ ơi, các bạn đã sẵn sàng chưa nào? Sẵn sàng. Yeah, rất là hào hứng phải không ạ? Và bây giờ thì các thủ lĩnh đã sẵn sàng chưa ạ? Sẵn sàng. Sẵn sàng. Vậy thì bây giờ chúng ta sẽ đến với ca khúc đầu tiên. Đường vào tim em ngồi bán xa, trời mùa đông mây vẫn hay đi về, vẫn mưa mưa rơi trên đường thầm thì vì đâu mưa em không đến. Đường vào tim em mây dâng kín, bàn chân anh trên lối đi không thành, những đêm khuya mưa buồn một mình có khi cho ta cuộc tình. Từng cơn mưa hắt hiu bên ngoài sông thưa lắm, khi mưa làm cho ta nhớ mãi ngày qua, nhớ con phố xưa vẫn âm thầm đợi chờ, nhớ đôi vai ngang em sợ trời mưa gió. Từng đêm ta vẫn đưa em về qua phố vắng, trên cao chờ mưa lũ vào tim em bao cơn sóng, để tình anh sắp đến xuân hoa màu. Trái tim em muốn đời lạnh lùng, hỡi ơi trái tim mùa đông. Từng cơn mưa hát như bên ngoài sông thưa lắm, khi mưa làm hồn ta nhớ mãi ngày qua, nhớ con phố xưa vẫn âm thầm đợi chờ, nhớ đôi vai ngoan em sợ trời mưa gió. Từng ngày ta vẫn đưa em về qua phố vẫn, trên cao trời mưa lũ vẫn tiếng buồn xưa. Đôi bàn tay ai đã giúp em chiều nay. Vào tim em bao con sóng, để tình anh ra bên xuân hoa mộng. Trái tim em muốn đời lạnh lùng, hỡi ơi trái tim mùa đông. Trái tim em muốn đời lạnh lùng, hỡi ơi trái tim mùa đông. Trái tim em muốn đời lạnh lùng, hỡi ơi trái tim mùa đông. Như vậy là các đấu sĩ đã hòa giọng với nhau và các thủ lĩnh đã nghe được rồi đúng không? Chúng ta sẽ đếm từ 1 tới 3. Đúng nếu rồi. Như mọi người mà chấm được đội nào thì chạy thật là nhanh về cái tấm màn bí mật đó nha. Nào. 3 2 1 chạy. Ủa là đúng luôn không? Giành giật luôn á? Không giành giật luôn. Ủa là có sắp xếp hay không? Mọi người đã nhắm sẵn trong đầu là đội nào hết rồi, cho nên không có cái sự tranh giành ở đây. Như vậy là chúng ta đã làm quen được những giọng hát của các đấu sĩ. Vâng, và bây giờ thì những bức màn bí mật của chúng ta sẽ được dán lên và sẽ được chiêm ngưỡng các đấu sĩ của chúng ta là ai nhé. Tất cả đã sẵn sàng, bây giờ chúng ta cùng làm quen với những đấu sĩ ngày hôm nay. Đầu tiên chúng ta sẽ làm quen với đội của thủ lĩnh anh Ưng Hoàng Phú ạ. 3, 2, 1, xuất hiện. Wow. Xin mời các đấu sĩ giới thiệu về bản thân mình ạ. Nhiều đó là hãy giữ rồi. Nhóm
La la la. Xin gửi lời chào đến hai anh chị MC, ba vị thủ lĩnh. Xin gửi lời chào đến hội đồng, ban giám khảo và các khán giả đang theo dõi chương trình Đấu Trường Âm Nhạc. Xin chào. Rất là ấn tượng. Em tên là Phạm Thiên Ngân, nghề nghiệp bây giờ của em là ca sĩ. Em là đấu sĩ tên Văn Võ Ngọc Nhân, hiện tại em cũng là ca sĩ. Em tên là Nguyễn Bảo Hân, hiện tại thì em đang là học sinh ạ. Học sinh lớp mấy em? Dạ lớp 11. Lớp 11. Thì thiệt nhỏ nhất ngày hôm nay nha. Bây giờ không biết là câu slogan của mình là gì ạ? Dạ câu slogan của chúng em vẫn là La la la. Dạ mà anh thấy những nhân vật để đây như thế nào ạ? Chỉ cần các bạn hát có ba chữ la 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 thôi là anh đã thấy cái sự chuyên nghiệp và sự tâm huyết của các bạn dành cho âm nhạc rồi. Nên là anh rất là tự tin với lại ba đấu sĩ của anh. Một trào tay cho la la la. Vâng, và tiếp theo thì anh Dương Ngọc Thái. Thì bây giờ xin mời tất cả các đấu sĩ của anh Dương Ngọc Thái quay mặt về nào. Rất là nhiều trai xinh gái đẹp và rất là dễ thương đúng không? Các bạn có thể chia sẻ và giới thiệu về bản thân mình cho tất cả quý vị khán giả được biết nè. Xin chào tất cả mọi người, chúng mình là nhóm Mèo Mèo Mèo, mèo, mèo. Rồi thôi, là đó la rồi mèo mèo mèo, mèo, mèo. Rồi các bạn chia sẻ về bản thân mình. Tên của em là Phạm Đồng Diệu Ly, thì hiện tại đang là sinh viên của một trường cao đẳng văn hóa nghệ thuật. Và em mong rằng một ngày nào đó em có thể được phát triển thêm nhiều giống như tất cả các anh chị đã nổi tiếng trước đây. Rất dễ thương. Cao đẳng là em học ở trường nào? Trường Sài Gòn hay là? Dạ ở Sài Gòn ạ. Đăng Quốc Cang. Dạ. Trường đó là anh học với anh là cao đẳng khóa 4 nè. Mong rằng một ngày được giống như anh, được đứng đây. Hy vọng rằng em cũng sẽ được như tất cả mọi người mà em mong ước. Còn bạn tiếp theo nào? Dạ, xin chào tất cả mọi người. Em tên là Trần Lê Đức. Nghệ danh hoạt động của em là Miu ạ. Hiện tại thì em đang là ca sĩ trong nhóm nhạc Super V ạ. Wow. Super V, wow. Dạ, em xin chào tất cả mọi người ạ. Em là Thi Phượng. Trước đây em là diễn viên múa của nhà hát ca múa nhạc dân tộc Bông Sen. Hiện tại thì em đang là ca sĩ ạ. Câu slogan của chúng ta là muốn tỏa sáng thì hãy tự bốc cháy. Yeah. Cháy hết mình nha, cháy hết mình. Còn không bốc cháy thì sập hầm. Đâu trên kia. Nếu mà không bốc cháy thì lụi tàn chứ sao sập hầm được. Mà anh nhắm đội kia là lụi tàn với đội của anh không? Anh rất là tự tin với la 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 thì phải cho lụi tàn luôn chứ sao. Anh Thái ơi, hãy cẩn thận với cái câu của anh Phúc nha, sẽ cho bên anh lụi tàn đó nha. Bây giờ chúng ta cùng đến với đội của thủ lĩnh Nguyệt Ánh. 3, 2, 1. Xin chào tất cả mọi người. Đội chúng em tên là Cha Cha Cha. Rồi bây giờ từng thành viên giới thiệu bản thân mình đi nào. Dạ em xin chào tất cả mọi người ạ. Em tên là Lập Nguyên ạ. Hiện tại em đang hoạt động nghệ thuật với vai trò là ca hát sáng tác và còn là một rapper. Em rất vui khi có mặt ở đây ạ. Wow, yes. Rapper. Em tên là Trần Thùy Trang ạ, và hiện tại thì nghệ danh của em là Jay-Z và em đang sinh sống và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh ạ. Em xin chào tất cả mọi người, em tên là Nguyễn Minh Nhật, năm nay 18 tuổi và hiện tại em là ca sĩ. Em đang sinh sống và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh ạ. Chị Ánh thì thấy làm sao nè? Tự nhiên thấy mấy bạn thiếu nhi, mình thấy mình cũng thiếu nhi theo. Dạ, cũng dễ thương đúng không? Không biết là cái câu slogan của mình là cái gì chị Ánh? Đội của tụi em có một câu slogan, đó chính là đội cha 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 bứt phá thắng nha. Tất cả mọi người ở phim trường cũng như tất cả thủ lĩnh cũng như là các đấu sĩ đã sẵn sàng chưa? Sẵn sàng. Nếu như sẵn sàng chúng ta cùng đến với ca khúc đầu tiên để xem ca khúc này là gì nha. Xin mời. Đừng xa em đêm nay. Cái bài này quá là dễ thương luôn. Không biết đấu sĩ nào biết bài này và hát được bài này, giơ tay lên ạ. Nhiều lắm, ai cũng hát được. 2, 3, 4, hả? Ai cũng hát được hết. Wow, gai cấn cho chị Nhật Kim Anh nha. Vậy bây giờ chị muốn ai sẽ là người đấu trước đây? Chị đang suy nghĩ, chị nghĩ là chị muốn đội của Nguyệt Ánh với lại anh Dương Ngọc Thái. Không, không, chị yếu lắm, cho em tất chị em. Ủa chị em chưa bình tĩnh lắm á. Em thấy chị còn rung, chị thủ lĩnh mà thấy thương lắm. Nhưng mà chị thấy là em có nhưng phần mà cái bài này phù hợp với lại đội này, đúng rồi, phù hợp. Được không? Được. Em thấy ánh mắt của chị lưng nước mắt rồi đó. Không có đâu, chơi tới bến thì cưng. Chơi tới bến. Tới bến. Dạ, anh Phúc nè, nếu như anh là người muốn đấu, anh muốn đấu với ai?
Anh nghĩ là hai người đàn ông đấu với nhau trước thì nó sẽ ok hơn. Anh Thái ơi, anh Phúc đã nói như vậy, không biết anh có đồng ý hay không hay là anh lo sợ? Anh ghét cái vụ mà nãy mà nói anh là chìm gì đó, cái gì đó. Lỗi tàn. Muốn tỏa sáng thì hãy tự đốt cháy. Nếu mà không bốc cháy là lụi tàn, mà anh nhắm đội kia là lụi tàn với đội của anh không? Anh rất là tự tin với la thì phải cho lụi tàn luôn chứ sao? Thái à, như vậy là đội của thủ lĩnh Dương Ngọc Thái sẽ đấu với thủ lĩnh Ưng Hoàng Phúc với ca khúc Đừng Xa Em Đêm Nay. Bây giờ là chúng ta cử thành viên nha. Anh Thái, cử một thành viên giùm cho em. Bài này thì phải nữ hát mới nó ok, chứ nam hát thì nó kỳ, đúng không? Bên anh cũng có hai nữ, bên Phúc cũng có hai nữ. Bây giờ anh chọn cái màu hồng này nè. Tại sao lại chọn màu đó? Hồi nãy giờ hỏi là ai hát được bài này là giơ tay liền. Còn anh Phúc ạ? Đúng là bài này thì một giọng nữ sẽ hát hợp hơn và nghe nó tình cảm hơn, nó da diết hơn. Anh sẽ chọn Thiên Ngân. Dạ. Rồi, Thi Phượng đấu với Thiên Ngân. Dạ, Thi Phượng sẽ đấu với Thiên Ngân. Mời hai đấu sĩ của chúng ta xuống đấu trường để thi đấu cùng nhau. Xin mời. Cố lên em nha. Như vậy là hai đấu sĩ đã sẵn sàng. Thiên Ngân ơi. Dạ. Em đã sẵn sàng chưa em? Dạ, sẵn sàng. Em có muốn ai ủng hộ tinh thần cho em hay không? Dạ, có. Ừ. Nhưng anh đừng nói nữa là đã ủng hộ tinh thần cho em rồi đó. Ý là em nói là em bị mất tinh thần hả? Dạ đúng rồi. Anh lỗi em nha. Vậy là ngoài anh im lặng thì em có cần ai cổ vũ cho em hay không? Đồng đội của em ơi. Còn Thi Phượng? Chắc hai chị em mình thi đấu cùng cố gắng thôi. Đừng Sao hai bạn này hiền quá ha. Dạ hiền nó vậy nhưng mà ra thôi bung chị ơi. Thôi cả nói chiến thuật của người ta chị Nhật Kim Anh à. Cũng có thể là chiến thuật em à. Như vậy là tất cả mọi người đã sẵn sàng. Còn chần chờ gì nữa? Đừng Xa Em Đêm Nay. Bắt Go! 3, 2, 1. Đừng xa em đêm nay khi bóng trăng qua hàng cây. Đừng xa em đêm nay đêm rất dài. Vòng tay em cô đơn đêm khuya vắng nghe buồn hơn. Con tim em khát khao yêu thương. Đừng xa em đêm nay hãy nói anh sẽ ở đây. Đừng để em một mình đợi chốn này. Hãy ôm em trong tay cho em biết anh cần em. Và hãy nói anh vẫn yêu em. Giọt nước mắt nào đổ trong bóng tối khi nằm lắng nghe tiếng đêm. Lắng nghe tiếng đêm nghe nhịp đập con tim. Dù em giấc ngủ yên, đời em vang lành và anh đã đến như ngọn nến trong bóng đêm. Nến trong bóng đêm soi vào tim em. Nhưng sao xuyên đang ngủ quên. Đừng xa em đêm nay khu phố quen đã ngủ say. Đừng xa em đêm nay đêm rất dài. Hãy yêu em đêm nay cho quên hết đi ngày mai. Đừng xa em, đừng xa em đêm nay. Đừng xa em đêm nay khi bóng trăng qua hàng cây.
đừng xa em đêm nay đêm rất dài. Vòng tay em cô đơn đêm khuya vắng nghe buồn hơn. Con tim em khát khao yêu thương. Đừng xa em đêm nay hãy nói anh sẽ ở đây. Đừng để em một mình nơi chốn này. Hãy ôm em trong tay cho em biết anh cần em. Và hãy nói anh vẫn yêu em. Giọt nước mắt nào đổ trong bóng tôi khi nằm lắng nghe tiếng đêm. Lắng nghe tiếng đêm nghe nhịp đập con tim. Dù em giấc ngủ em đêm nay có hai đấu sĩ Thi Ngân và Thi Phượng. Trời ơi, chị nghe cái lời ca khúc da diết ha. Đừng xa em đêm nay, đừng xa em đêm nay. Nhưng mà với là một cái sự phối mới lại của giám đốc âm nhạc Nguyễn Hồng Thuận thì nghe rất là lạ với ca khúc này phải không? Em có cái cảm giác là hai bạn đang nói với giám khảo là đừng loại em đêm nay, đừng loại em đêm nay. Nhưng mà bắt buộc là phải có người loại đúng không chị? Đúng rồi, bắt buộc rồi. Vậy bây giờ để công tâm hơn, chúng ta cùng nghe những lời nhận xét đến từ những vị ban giám khảo à. Xin mời ạ. Khi bước vào bài hát thì bạn Thi Ngân, em có một giọng hát rất là mượt mà. Khi mà anh nghe hết bài, khi với phần em hát á, thì anh cảm thấy là anh rất là yên tâm á. Nó không có bị trắc trở, nó không có bị trên phố, nó không có bị nhiều và rất mượt mà. Nhưng cái mượt mà đó của em làm cho anh bị hơi hụt hẫng. Cái cảm xúc mà đặt vô bài hát á, anh không rõ được là nó không có kết nối được tới anh. Trong khi bạn Thi Phượng làm được. Là cái giọng hát của bạn, cái cách xử lý của bạn làm cho anh cảm giác được là ca khúc nó có hồn hơn rất nhiều. Tuy không mượt mà bằng em nha, bạn có lợi thế là giọng hát của bạn, cách trình diễn của bạn, cái cách kết nối cảm xúc và gọi là giải phóng cảm xúc từ trong bài hát để cho khán giả nghe và bắt được á, rất là tốt. Và cái cách trình diễn của bạn làm cho mình thấy bạn có diễn. Còn em là tại vì tức là cái cách em hát an toàn quá và em đang tập trung hát, anh không nhìn thấy cái sự diễn xuất của em quá nhiều. Đó, cái sự kết nối của em với khán giả cũng không có luôn. Đó, nên là anh dành một phiếu cho bạn đó. Hai màu xanh đúng rồi, và ba màu hồng. Hồng đang hơi trên một xíu thôi đúng nhưng mà rồi. Còn hai cái đèn bí ẩn nữa đúng không chị? Đúng rồi. Và ngay bây giờ xin mời hai đấu sĩ của chúng ta bước lên hố sâu bí ẩn. Xin mời. Như vậy là hai đấu sĩ đã có mặt ở hố sâu bí ẩn và bây giờ chúng ta cùng đến với những giây phút hồi hộp để xem ai sẽ là người rớt xuống hố sâu đây. Thời gian bắt đầu. 3, 2, 1. Thủ lĩnh Ưng Hoàng Phú à. Yeah. À. Hay quá, chiến thuật hay, đưa ra cái là tiêu diệt được liền. Anh Thái ơi. Anh bây giờ vẫn còn rung bây giờ vẫn còn rung mà. Chiến thuật của anh là cho lụi tàn mà. Lụi tàn luôn rồi. Sợ không sao? Tuy là anh mất một đồng đội, còn hai đồng đội đây nữa, anh tự tin với hai đồng đội còn lại của anh.
Anh Phúc ơi, bây giờ mình thắng rồi anh ơi. Mình lùi tàn luôn không? Anh thấy như vậy thì cũng hơi tội nghiệp anh Thái. Tội nghiệp? Được rồi anh Thái ơi, ta tội nghiệp mình kìa anh. Anh mới bị rớt một đấu sĩ rồi. Anh mất một đấu sĩ rồi mà bây giờ cho anh mất nữa thì thấy thương lắm. Em mới nói là anh chạy show sớm, thôi anh tiêu diệt giùm cho em luôn. Để cho anh đi về sớm giùm cho em được không ạ? Thôi, để cho anh ở lại đi cho vui chứ anh về sớm thì buồn lắm. Đúng rồi. Đúng rồi. Thôi bây giờ anh sẽ chọn đội của Nguyệt Ánh. Trời ơi, anh Phúc ơi, Lâm ơi, em có biết là chiến thuật của chị là gì không? Nãy giờ chị im lặng là bởi vì chị để ra là hai đội đấu với nhau thôi. Cuối cùng là có mình đội chị còn sống. À, chiến thuật của chị hả? À, ý Nguyệt Ánh nói là vậy là không cần hát vẫn thắng đó hả? Không cần thi triển luôn. Anh sẽ chọn đấu sĩ nguyên bộ đồ jean đi. Đồ jean, em là đấu sĩ. Dạ, đấu sĩ Minh Nhật xin chấp nhận lời thách thức của đội Ưng Hoàng Phúc ạ. Phải như vậy chứ. Chị Ánh ơi, bây giờ là mình được quyền chọn bài hát nè. Không biết là mình sẽ chọn bài gì đó. Chị ơi, mình chọn cho đội chứ không phải chọn cho chị nha. Dạ. Phố đêm. Phố đêm. Vậy là đã có bài hát phố đêm. Vậy thì bây giờ còn chần chờ gì nữa. Xin mời hai đấu sĩ của chúng ta xuống sàn đấu thôi nào. Xin mời. Hai bà đã sẵn sàng còn chần chờ nữa. Trận đấu sẽ phép được bắt đầu. Và người chưa yêu.
phá nếp kiều xa, tuy lính chiến xa nhà mà vẫn luôn yêu đời bằng câu ca tiếng cười, tìm vui trong giấc mơ dù bâng khuâng chưa ngờ. Phố đêm lạc loại hương yêu, chìm đắm như hàng cây giá lạnh ướt mềm. Phố đêm chờ người phong sương, chinh chiến từ lâu rồi có niềm riêng hay ước. Tức có chị, em tức á. Sao vậy? Thôi, nãy nó nói chú Lâm ơi, con chào chú Lâm, con 18 tuổi. Sở thích của con uống trà sữa. Mà hát một cái thiệt sự như 35 luôn á chị. Sao một cái giọng khác như là cái cách mà em nói chuyện quá vậy? Dạ, là một người nghệ sĩ thì khi mình hát mình phải khác với khi mình nói chuyện. Hay quá. Và bây giờ thì ban giám khảo sẽ rất là khó xử bởi hai giọng hát ngọt ngào này đây. Và xin mời ban giám khảo. Thực sự là một cái phần trình bày rất là ấn tượng. Chị không thể nghĩ rằng là ở một cái lứa tuổi rất là trẻ của các em mà các em có thể hát được một cái ca khúc mà cái tâm hồn nó lại có thể dâng trào đến như vậy. Thiên Ngân nha, em cũng làm cho chị gần như là chìm đắm vào cái giọng hát của em. Thế nhưng mà nó lại bị một chút là cái phần giao lưu của em nó quá ít. Em bị tập trung vào cái phần hát quá. Khi mà em tập trung quá thì cái khuôn mặt của em nó bị lạnh. Mà ở đây là 50% là chuyên môn và 50% là cái khả năng biểu diễn. Còn bạn Minh Nhật thì phải thực sự là chị dành cho em một cái lời khen tuyệt đối luôn ấy. Tại vì là em hát nó ngọt ngào. Mà chị khen hai em là vì hai em còn quá trẻ để hai em có thể thể hiện được cái ca khúc này. Chúc mừng hai em. Xin cảm ơn những lời nhận xét của giám khảo. Vừa rồi là tiết mục Phố Đêm và bây giờ sẽ là tiết mục Hố Đen. Xin mời hai em ạ. Và bây giờ là thời khắc quyết định để xem ai sẽ là người ở lại và ai sẽ là người lọt xuống hầm đây. 3, 2, 1, bắt đầu. Nữa xin chúc mừng thủ lĩnh Nguyệt Ánh. Hay quá chị Ánh ơi. Quá xuất sắc. Giả bộ hiền nha. Trời ơi, hiền mà đặt giác lưu được chạy là chị đó. Dễ sợ thiệt. Người ta có chiến thuật lắm mà. Dạ, chị tự hào không? Chị thấy đồng trời đội chị tự hào không? Quá tự hào luôn. Trời, nó nghe là hồi nãy mà nghe hát á, trời thiệt sự là chị nổi da gà thiệt luôn á. Bởi vì với chị á nha, chị không có rành về chuyên môn lắm, nhưng mà khi mà chị nghe một bài hát á, chị phải cảm nhận được cái cảm xúc của cái người hát. Hiểu không? Đó, nhưng mà khi mà Nhật cất lên á, trời, chị nói trời ơi, Nhật ơi, chị chọn đúng đội đây Nhật ơi. À, biết luôn hả chị ơi. Từ thắng xông lên đi nào. Từ thắng xông lên, xông lên. Chị mời anh Thái về giùm em được không? Anh Thái chạy xô đó chị. Hồi nãy Ưng Phúc đấu với em á, giờ em đấu lại với Ưng Phúc lại. Là anh đánh đúng lạng đó chị. Chị thắng giùm cho em đi chị. Chị Ánh đấu với em đấu lại chứ. Mời anh về cho em đi. Em thấy ảnh là hơi yếu với mình đó. Đúng thôi, rồi Nguyệt Ánh ơi, ở lại đông vui. Đông vui, ảnh chạy xô. Mời ảnh về giùm em đi. Nguyệt Ánh ơi, mình đang thừa thắng xông lên. Cho lụi tàn giống như anh Hoàng Phúc, cho lụi tàn luôn đi. Chưa chạy xô mà nha. Chưa chắc là nha kìa. Hai đấu sĩ này của anh cũng là thứ dữ chứ không có tầm thường đâu à. Đó. Ưng Phúc không tự tin nha, em thấy cái tay đang bỏ vô trong đó đó. Là đang không đó, phong cách thôi. Phong cách thôi hả? Dạ. Phong cách. Chị mời anh Ưng Phúc về giùm em luôn.
Chắc phải vậy quá, chắc phải vậy quá. Mời đi chị. Ừ, mời tự tin lên. Anh Phúc ơi. À, thủ lĩnh ưng và Phúc ơi. Làm thông cảm đi, tại Nguyệt Ánh đóng vai hiền không mà chưa có ác bây giờ. Nguyệt Ánh phải ác lên để cho những người khác thấy được là Nguyệt Ánh cũng có thể đóng được vai ác. Ác lên coi. Ưng và Phúc ơi. Mày ác thiếu gì nha, này chọc thiếu gì là còn chấp nhận được. À, không lẽ em mời anh về thiệt hả anh Phúc? Khó lắm, khó dạ lắm, chưa? Nói vậy thôi chứ khó lắm. Là chị quyết định là thủ lĩnh ưng và Phúc sẽ là người ở đóng lại. Với chị. Đúng, đúng, đúng. Và chị chọn đấu sĩ nào? À, Ba Bắp. Ai ạ? À? Em ạ. À. Em là đấu sĩ gì? Em là đấu sĩ Văn Võ Ngọc Nhân ạ. À. Em có sợ hay không? Dạ em không sợ, có gì mà phải sợ ạ? À? Có gì mà phải sợ? Dạ em có tiếp nhận lời thách đấu hay không? Dạ dĩ nhiên là em đang chờ đợi đây ạ. À. Yeah. Còn em là đấu sĩ gì? Dạ em là đấu sĩ Minh Nhật ạ. À. Và ngày hôm nay em muốn? Em muốn cho anh xuống hầm. Wow, còn bên à. Kia? Ai xuống thì không biết, nhưng mà anh nghĩ là em. Oh. Nói chung là cả hai cùng tiễn nhau xuống hầm. Xin mời hai đấu sĩ cùng bước xuống sàn đấu của mình ạ. Xin mời ạ. Anh Ưng và Phúc ơi, hồi nãy mình là người gọi là không có lợi thế lắm, cho nên bây giờ mình có quyền chọn bài, không biết anh sẽ chọn bài gì cho đấu sĩ của mình đây? Anh sẽ chọn cho đấu sĩ của anh bài Chiều Hôm Ấy. Chiều Hôm Ấy. Chiều Hôm Ấy, à. Wow. Chiều hôm ấy có mưa rơi. Được rồi, được rồi, bây giờ chị nô quá, chị muốn nghe hai bạn hát coi như thế nào. Bây giờ mình cho đấu trời luôn ơi, đi. Trời ơi, cái này em mà đấu một cái là hai bạn này xuống hầm. Đúng với em. Rồi. Chiều Hôm Ấy, bắt đầu. Giọt buồn lặng nhẹ đi sông kè ma, hòa cùng cơn mưa là những nỗi buồn kia. Anh khóc cho cuộc tình chúng mình, cớ sao còn yêu nhau mà mình không thể đến được với nhau. Vì anh đã sai hay bởi vì bên em có ai kia? Chẳng ai có thể yêu đổi được trái tim khi đã lỡ yêu rồi. Chỉ biết trách bản thân đã mù quáng, chót yêu một người vô tâm. Từng lời hứa như vẽ sao lạnh lùng, cắm thật sâu trái tim này. Vì muốn thấy em hạnh phúc nên anh sẽ lùi về sau. Thời gian qua chúng ta liệu sống tốt hơn hay cứ mãi xui hờn? Người mình thương ngược nhẹ mi cay khiến tim này càng thêm đau. Người từng khiến anh thay đổi là em đã xa rồi. Thôi giấc mơ khép lại, ký ức kia gửi theo. Chẳng ai có thể yêu trái tim khi đã lỡ yêu rồi. Chỉ biết trách bản thân đã mù quáng cho yêu một người vô tâm. Từng lời hứa như vẽ sao lạnh lùng, cắm thật sâu trái tim này. Vì muốn thấy em hạnh phúc nên anh sẽ lùi về sau. Thời gian qua chúng ta liệu sống tốt hơn hay cứ mãi rồi lừa? Nhìn người mình thương ngược nhòe mi cay khiến tim này càng thêm đau. Người từng khiến anh thay đổi là em đã mãi xa rồi. Thôi giấc mơ khép lại, ký ức kia gửi theo. Hay quá gì các anh, quá dễ quá sung quá sôi động. Em thấy chỗ đường phút được nhìn theo, gọi là nhìn theo đồng đội của mình. Hồi ánh mắt gọi là hay quá em ơi, cố lên cố lên.
Wow, chị cũng không nghĩ là Minh Nhật lại có thể hát được giọng nhạc trẻ rồi nữa. Rất là hay. Khán giả thấy không? Quơ tay, quơ tay. Quá trời quơ luôn. Và Ngọc Nhân cũng vậy, giọng hát của bạn. Và chị thích nhất cái khúc phiêu cuối cùng á, em thấy không? Trời ơi, nghe mà thấy. Thì bây giờ chúng ta cùng nghe những lời nhận xét đến từ những vị ban giám khảo ạ. Xin mời ạ. Trước tiên thì chị chúc mừng cái phần trình diễn của hai em. Tại vì khi mà hai em hát gần xong hết rồi, trên này ban giám khảo vẫn còn gọi là đại chiến ở trên này nè. Là không biết là phải bấm nút cho bạn nào nhắc nhở hai bạn một chút xíu thôi. Trước tiên là em Nhân, cho chị hỏi chút xíu là hôm nay em có vấn đề về sức khỏe của mình không ha? Dạ thì em có, tại vì em vừa mới điều trị xong Covid cách đây được 2 tuần ạ. Chắc chị nghĩ cái đó một phần nó cũng ảnh hưởng đến sức khỏe của em. Khi mà chị thấy khi em bước vào sân đấu với bạn thì chị thấy em có một chút gọi là không có tự chủ được phần giọng hát của mình. Cái thứ hai là chị thấy em rất là hoang mang khi mà em trình diễn chung với bạn diễn của mình. Nên là cái phần lúc mà em lên cao nó hơi bị chênh phô một chút xíu. Mà chị nghĩ nó là do sức khỏe của em thôi. Thì cái này là mình có thể tập dược lại khi mà mình hoàn toàn bình phục sức khỏe của mình. Còn về bé... bé Nhật, hồi nãy thì em hát một cái dòng nhạc khác, còn bây giờ em hát một cái dòng nhạc khác. Nhưng mà khi mà em tải hai cái bài hát này, nó là mang hai cái xu hướng khác nhau luôn. Chị và chị rất thích cái phần trình diễn của em. Dạ, em cảm ơn chị ạ. Xin cảm ơn những lời nhận xét đến từ những vị ban giám khảo. Và đó chính là ca khúc Chiều Hôm Ấy. Và bây giờ chúng ta cùng đến với cái hố hôm nay. Lên đến em. Như vậy là hai đấu sĩ đã sẵn sàng. Và bây giờ một người trở lại và một người sẽ lọt xuống hố. Chị Kim Anh ơi, thì ngày hôm nay hai đấu sĩ cũng ngang tài ngang sức đúng không chị? Vừa rồi là ca khúc Chiều Hôm Ấy. Và các bạn đang đứng ở cái hố hôm nay. Cái hố hôm nay, ai sẽ sập hố đây? 3, 2, 1 Hình như có vấn đề. Đúng rồi, có vấn đề rồi. Cái hố hôm nay có vấn đề rồi. Em thấy là sọc ở trong đó. Cái hố ngày hôm nay cần bảo trì, không thể nào mà tiếp tục được nữa. Chính vì vậy, phải chờ tuần sau công bố mà thôi. Đúng rồi. Vì vậy, ngày hôm nay, chúng tôi xin cảm ơn tất cả quý vị khán giả đã theo dõi chương trình Đấu Trường Âm Nhạc do Đài Truyền Hình Vĩnh Long phối hợp cùng công ty MNT Picture thực hiện. Chương trình được phát sóng vào lúc 21 giờ trên kênh Truyền Hình Vĩnh Long 1 vào Chủ Nhật hàng tuần và sẽ phát lại vào ngày hôm sau trên kênh Truyền Hình Vĩnh Long 2 vào lúc 13 giờ nha. Và bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại. Một phần trình diễn quá tuyệt vời của đấu sĩ Minh Nhật và đấu sĩ Ngọc Nhân với ca khúc Chiều Hôm Ấy. Liệu thủ lĩnh Ưng Hoàng Phúc hay thủ lĩnh Nguyệt Ánh sẽ phải tiếc nuối khi mất đi đấu sĩ mạnh của mình? Kết quả sẽ được công bố vào tuần sau. Tuần sau, chúng ta sẽ tiếp tục chứng kiến những màn so tài của các đấu sĩ cũng như những toàn tính và đấu trí giữa các thủ lĩnh. Ta mang cho em một chút buồn vì ta như sông lênh đênh, mỗi em cho ta một cánh hồng lụa là phút đây chưa quên. Ai sẽ cùng đấu sĩ của mình giành chiến thắng và ai sẽ phải rơi xuống hố đèn bí ẩn? Chúng ta sẽ cùng đón xem tập 6 chương trình Đấu Trường Âm Nhạc sẽ được phát sóng vào lúc 21 giờ tối Chủ Nhật ngày 1 tháng 5 năm 2022 trên kênh truyền hình Vĩnh Long 1 và phát lại vào 13 giờ ngày hôm sau, thứ hai ngày 2 tháng 5 năm 2022 trên kênh truyền hình Vĩnh Long 2.